Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, mọi giao dịch kinh doanh đều sử dụng hóa đơn điện tử. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ngành thuế Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua nước rút để đảm bảo các chỉ tiêu theo các mốc thời gian đặt ra. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay Quảng Ngãi đã có 92% số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh đã đăng ký hóa đơn điện tử theo thông tư 78 của Bộ Tài chính. Thành phố Quảng Ngãi chiếm hơn 50% số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử của toàn tỉnh. Với địa bàn rộng, số doanh nghiệp lớn, ngay từ trung tuần tháng 4 năm 2022, Chi cục thuế khu vực Quảng Ngãi Sơn Định đã tiến hành chuẩn hóa dữ liệu trên các ứng dụng của ngành, ra soát các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai đủ điều kiện, xây dựng lộ trình tuyên truyền, thông báo đến hộ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để áp hóa đơn điện tử. Các tài liệu hướng dẫn đã được gửi email đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để nắm về chính sách hóa đơn điện tử. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, thành phố Quảng Ngãi đạt 91% số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trong một cái khoảng thời gian tăng tốc là phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cho doanh nghiệp, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để làm sao mà khi doanh nghiệp có cái yêu cầu chuyển đổi qua hóa đơn điện tử 78 thì là phải thực hiện xử lý ngay để không có ách tắc cho doanh nghiệp. Quảng Ngãi có 6.968 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử. Theo lộ trình đặt ra, tới ngày 31 tháng 5 sẽ đạt 90% đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có 92% số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh đã đăng ký hóa đơn điện tử. Đây là tín hiệu tốt và là nền tảng quan trọng để ngành thuế Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sẽ đạt 100% số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Thuế cũng tập trung là rà soát lại các cái tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà thuộc cái diện là chưa đăng ký sử dụng hóa đơn theo cái nghị định 23 thông tư 78 để tiếp tục tuyên truyền vận động ngành thuế thực hiện và cũng phối hợp với các cái nhà cung cấp dịch vụ để tổ chức tập huấn hoặc là hướng dẫn là sử dụng cái hệ thống hóa đơn điện tử các nhà cung cấp dịch vụ để làm sao đấy mà người nộp thuế người ta thấy là cái thuận tiện, cái tiện ích và cái lợi ích khi mà thực hiện hóa đơn điện tử theo cái nghị định 78 của Bộ Chính phủ và cái thông tư 78 của Bộ Tài chính. Quảng Ngãi đạt tỷ lệ cao trong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là nhờ trong thời gian qua, ngành thuế phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều được hướng dẫn cầm tay chỉ việc trong việc áp dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay là cái việc mà thực hiện hóa đơn điện tử là đã có cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt từ trung ương cho đến tỉnh và hiện nay cục thuế cũng đang triển khai quyết liệt và đến giờ này thì mọi việc đều thấy thuận lợi hết, bởi bản thân cái việc này nó có lợi cho cả doanh nghiệp, cho cả người dân và kể cả các cơ quan quản lý nhà nước, cho nên là nó được sự ủng hộ rất là tốt của các đối tượng mà cần phải có xây dựng cái hóa đơn điện tử. Tôi nghĩ rằng cái mục tiêu chúng ta đạt đến 2026 là hoàn toàn có thể tiến hành đảm bảo theo cái thời gian quy định của trung ương. Triển khai hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020 quy định về hóa đơn chứng từ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, tổ chức, cải cách thủ tục hành chính và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.